Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 123 Người già Lão Hòa Thượng Tịnh Không Mời mở quyển kinh Khoa hội Tờ thứ 19 Kinh văn Hàng thứ 5 Ngã tác Phật thời Thập phương chúng sanh Văn ngã danh hiệu Chí tâm tính nhạo Sở hữu thiền căn Tâm tâm hồi hướng Nguyện sanh ngã quốc Nải chí thập niệm Nhược bất sanh giả Bất thù chánh giác Duy trừ ngũ nghịch Vị bán chánh pháp Nguyện thứ 18 Là trung tâm của đại nguyện Cũng là hạt nhân của toàn kinh Cũng có thể nói là Thế tôn Thị hiện Xuất thế giáo hóa chúng sanh phổ độ quần mê chính pháp giới một đời viên mãn thành tựu chính ngay ở đoạn kinh Gian này thế tôn như vậy mười phương ba đời tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo cũng là như vậy do đây có thể biết tính quan trọng của đoạn kinh này mà đoạn kinh văn này then chốt chính ngay chí tâm tính nhạo chính ngay bốn chữ này bốn chữ này nghĩa lý sâu rộng vô tận Cạn mà giàu Thì có thành tựu cạn Tây phương tịnh độ Cõi phàm thánh đồng cư Là cạn mà giàu Cõi thật báo Cõi tịch quang là từ sâu mà vào đều ở chí tâm tính nhạo câu nói này câu kinh văn này phía trước cũng đã nói qua với các vị hai lần rồi buổi tối hôm nay là lần thứ ba gần đây các đồng tu rất nhiều nơi đều phát tâm kiết thất niệm phật hơn nữa đều là phật thất tinh tấn tịnh tông học hỏi úc châu tổ chức liên tục mười thất hiện tại vẫn đang trong kỳ Phật thất. Sau khi tôi đến xem rồi rất hoan hỷ. Thế nhưng 10 cái Phật thất chúng ta hy vọng có thể có thành tựu như thế nào. Nếu như 70 ngày niệm xong mà không có chút hiệu quả nào. Thời gian 70 ngày của chúng ta không phải đã lãng phí rồi sao? Mỗi một đồng tu đều nói với tôi. Ngay trong thời kỳ niệm Phật, niệm được tốt, không khí đạo tràng, rất thù thắng. Thông thường chúng ta gọi là từ trường có thể khiến cho đồng tu dự hội đều sanh tâm hoan hỷ. Đây là một hiện tượng rất tốt. Cho nên, cũng có đồng tu hỏi, niệm Phật thế nào mới có thể công phu có lực đây là một vấn đề quan trọng câu hỏi này rất hay tổ sư đại đức nói với chúng ta có thể giảng sanh hay không quyết định ở tính nguyện phẩm vị cao thấp ở công phu niệm Phật sâu cạn. Lời nói này rất hay. Thế nhưng, ba bậc giảng sanh, thế tôn về chúng ta, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là một lòng chuyên niệm. Nguyện thứ 19 là phát tâm bồ đề. Chúng ta chuyên dựa vào nguyện thứ 18 thì được không? Hiện tại trong xã hội, có người đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Không tệ là rất tốt. Bổn nguyện chính là chỉ nguyện thứ 18. Kỳ thật bốn nguyện phải nên khái quát hết 48 nguyện Thì cái bổn nguyện đó không có vấn đề Nếu như bổn nguyện chỉ nói nguyện thứ 18 Vậy nguyện thứ 18 phải nói được thấu triệt Phải nói được tường tận Chí tâm tính nhạo Ở trong đây liền bao gồm phát tâm bồ đề Nếu như chỉ đương vào cái nguyện này không mà nói Tâm Bồ Đề là một cái tâm chân thật giác ngộ Đến cái nguyện phía sau Tôi sẽ giảng nói tường tận với các vị Chúng ta ngày nay Chưa phát tâm Bồ Đề hay nói cách khác Không phải là trí tâm tính nhạo Mà tự cho rằng là trí tâm tính nhạo Vấn đề này thì nghiêm trọng rồi Nếu như chúng ta chính mình biết được Câu nói này chúng ta chưa làm được Vẫn phải phản tỉnh Vẫn phải kiểm điểm vẫn phải thay đổi tự làm mới Chăm chỉ nỗ lực mà làm Vì thì còn được Nếu như tự cho là Chí tâm tính nhạo Mà tuyệt nhiên không phải chân thật Chí tâm tính nhạo Họ ngay đến cơ duyên cải lỗi phản tỉnh Cũng đoạn mất hết Họ làm sao có thể thành tựu Do đó chí tâm Chí cái chữ này Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ở trong chú giải đã chú rất nhiều Tuy là chú được nhiều như vậy Chúng ta có phải chân thật Lý giải chân thật hiểu rõ vẫn còn là vấn đề cho nên chữ chí này của ông chỉ là chân thành thật ba chữ này nói được rất hay chân tâm chúng ta ngày nay tâm không thật Chúng ta dùng là tâm không thật Ta niệm Phật dùng chân tâm Đối nhân tiếp vật thì dùng tâm không thật Cái tâm này của bạn còn có hai dùng Bạn rất cao minh Phật Pháp nói với chúng ta Nhất chân, nhất thiết chân Nhất dòng, nhất thiết dòng đối nhân sự thế tiếp vật dùng vọng tâm bạn phải nên hiểu rõ bằng niệm phật cũng là dùng vọng tâm thành tâm cái gì gọi là thành tiên sinh tăng quốc phiên nói rất hay một niệm không sanh gọi là thành Chúng ta một ngày từ sớm đến tối Dòng niệm triền miên làm gì có tâm thành Thật là thực tế rõ ràng Lão thật trung thực Chúng ta không lão thật Ba cái chữ này chúng ta thấy đều không có không chỉ chí không có tâm cũng không có ngày nay chúng ta không phải là dùng tâm để niệm phật dùng cái gì dùng vọng tưởng mà niệm phật dùng thức thứ sáu để niệm phật cho nên tính cùng nhào đều thành ra vấn đề các gì phải nên biết Dòng tâm giả tâm đó là tâm luân hồi chúng ta dùng tâm luân hồi để tin tịnh độ để tu tịnh độ tu đến sau cùng vẫn là luân hồi sáu cõi tôi cùng với các đồng tu nói đây là lời chân thật không giả dối chút nào người xưa thường nói Người niệm Phật nhiều, người giảng sanh không nhiều. Lão cư sĩ Lý Bình Nam thường nói, ngay trong 10.000 người niệm Phật, chân thật có thể giảng sanh chỉ có 2 3 người mà thôi. Cái cứu cánh này là thế nào vậy? Tổ sư Đại Đức xưa Nói với chúng ta Pháp môn này dạng người tu Dạng người giảng sanh Hiện tại dạng người tu Chỉ có hai ba người giảng sanh Vấn đề rốt cuộc là ở chỗ nào Người xưa Dạng người tu Dạng người giảng sanh Là chí tâm tính nhạo Ngày nay chúng ta Dạng người tu Chỉ có hai ba người giảng sanh chỉ có hai ba người là chí tâm tính nhạo. Ngoài ra đều không phải, đều là tâm luân hồi. Cho nên chúng ta niệm Phật ở ngay trong một đời này có thể giảng sanh hay không? Thèn chốt chính ngay chỗ này. Cái thứ nhất, nhận biết rõ ràng nhận biết rõ ràng chính là nhìn thấu. Khái thứ hai, dạng duyên buông xả. Bạn không buông xả, thì tâm của bạn không thật. Thật đem hư giả buông xả. Thành đem từ gạt mình gạt người buông xả. chân thật làm đến được chân thành lão thật lời nói này nói ra e rằng vẫn là rất khó lý giải rất khó hiểu đại thế chí bồ tát ở trong viên thông chương dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật là gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Chỗ này nói rất hay. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát ở trong Tây Phương Sát Chỉ nói với chúng ta chính chữ. Ý nghĩa rất giống với Đại Thế Chí Bồ Tát. Không hoài nghi không xen tạp, không gián đoạn. Chỗ này càng dễ hiểu. Ngày nay chúng ta có hoài nghi đối với thế giới Tây Phương cực lạc hay không? Rất nhiều người nói tôi không hoài nghi. Tốt, không hoài nghi bạn có làm đến được hay không? Không xen tạp, không làm được. Bạn vẫn xen tạp, thì bạn không phải là trí tâm, Chí tâm quyết định không xen tạp Quyết định không xen tạp Nhân ngã thị phi Quyết định không xen tạp Tham sân si mạng Không chỉ thế Pháp không xen tạp ở trong đó Phật Pháp cũng không xen tạp Một môn thâm nhập Vậy mới gọi là trí tâm Hơn nữa Vẫn không thể gián đoạn Phải tiếp nói không ngừng Tôi dạy các đồng tu Đặc biệt là Dạy cho các Pháp Sư xuất gia xuất gia nhất định phải học Phật. Các vị đều nói đã học Phật. Kỳ thật thấy điều giả. Phật là cái tâm thế nào? Phật là hành thế nào? Chúng ta có học được hay không? tâm của Phật, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Tâm lượng của chúng ta nhỏ xíu thế này. Căn bản không thể bao dung người. Cái tâm này của chúng ta không giống như tâm Phật. Tâm của Phật chân thành, chân thành đến cùng tổ. thành đến tột điểm thì thế nào? Đại sư Huệ Đăng ở trong Đàn Kinh nói rất hay, giống dĩ không một vật. Đó chính là chân thành đến cùng tột. Trên Kinh Đại Thừa nói với chúng ta chân tâm lì niệm. Cái niệm đó là vọng niệm. Một cái vọng niệm cũng không còn. Cái tâm này mới gọi là chân tâm. Mới gọi là chân thành. Mới gọi là lão thật. Trong tâm chúng ta vẫn còn có dòng niệm. Dòng niệm. Cùng chánh niệm không như nhau. Chư Phật Bồ Tát có chánh niệm không có dòng niệm. Cái gì gọi là chánh niệm? Đồ hóa chúng sanh Chúng sanh có cảm Phật liền có ứng Cảm ứng tương thông ưng cơ nói Pháp Tùy loại hiện thân Đây là chánh niệm Các ngày tuy là hiện thân Tuy là nói Pháp Quyết định không có dòng niệm Cái ý nghĩa này rất sâu Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội Chúng ta học Phật Thang chốt chính ngay chỗ này Học Phật Đầy đủ chánh niệm Xá bỏ dòng niệm Phàm hễ mỗi niệm vì chính mình Đều là dòng niệm Chúng ta ngày nay Người ta yêu cầu chúng ta đi hoàng pháp lợi sanh Đi dạng kinh nói pháp hoặc giả người ta yêu cầu chúng ta trụ trì một cái Phật thất dẫn chúng niệm Phật. Nếu như có chút tâm danh lợi, chính là vọng niệm, không phải chánh niệm. Ta giảng kinh vẫn có cái tâm cầu danh. mong cầu mọi người tán thán đối với ta cung kính đối với ta cúng dường đối với ta đây là vọng tâm tâm luân hồi phải đem cái ý niệm này xả được trong sạch chỉ có một niệm lợi ích chúng sanh, giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh liệt khổ được vui. chỉ có cái tâm này, ngoài cái tâm này ra một dòng niệm cũng không có. đây là chí tâm. như vậy tin tưởng tình độ như vậy nguyện sanh tây phương nhạo là nguyện sanh tây phương bạn mới quyết định được sanh cho nên các đồng tu đặc biệt là các đồng tu xuất gia chúng ta chỉ có hai sự việc việc thứ nhất giảng kinh nói pháp lợi ích chúng sanh việc thứ hai giúp mọi người tu hành giống như giảng đường cùng niệm phật đường chúng ta ngày nay trong niệm phật đường dẫn dắt mọi người niệm phật là huân tu cùng trong giảng đường giảng kinh công đức là như nhau quyết định bình đẳng tại vì sao bình đẳng tâm bình đẳng tâm thanh tịnh đều là chân tâm nếu như ở trong niệm phật đường các pháp sư hướng dẫn mọi người niệm phật nói là chúng ta bỏ mất đi cơ hội học giáo cái tâm đó là tâm luân hồi vì sao vậy bạn lại khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn đem cái tâm này học giáo cũng là tâm luân hồi. Các vị phải nên biết, một cái tâm chí thành, chân tâm, không luận làm cái gì, đều là công đức viên mãn. Tâm của bạn giống với tâm của Phật. Không thể nào xen tạp nhất định phải khẳng định chính ta là phạm phu ta không phải là thánh nhân ta không phải là phật bồ tát tái sanh vì sao vậy quả nhiên bạn là phật bồ tát tái sanh tâm của bạn thanh tịnh bình đẳng chánh giác Bạn cũng không cần đến chỗ này Để nghe tôi giảng kinh Bạn là Phật Bồ Tát Tái Sanh mà Bạn nghe tôi nói năng lộn xộn Có ý nghĩa gì chứ Cho nên chúng ta là Phạm Phu Phạm Phu phải nỗ lực học Phật Sợ nhất là sen tạp Bạn thử nghĩ xem Ngay đến Phật Pháp cũng không được sen tạp Phật Pháp tông phái rất nhiều Pháp môn rất nhiều Đồng tu các vị nghe qua Kinh Hoa Nghiêm Bạn xem trên Kinh Hoa Nghiêm Có người nào Họ tu hành chứng quả Không phải là một môn thâm nhập Trên Kinh Hoa Nghiêm Bạn đi tìm xem Không thể tìm ra được một người tu hai Pháp môn ba pháp môn không thể tìm ra đều là một môn thâm nhập không luận một môn nào chỉ cần trí tâm tính nhạo đều có thể thành đạo vô thượng niệm phật cũng không ngoại lệ tám mươi bốn pháp môn vô lượng pháp môn thành đạo vô thượng then chốt chính là bốn cái chữ này cho nên bạn cần phải cù bị cái điều kiện này không luận tu học pháp môn nào công đức của bạn đều là viên mãn đều là thù thắng đệ nhất không có thứ hai ở trong niệm phật đường hướng dẫn mọi người niệm a di đà phật là đệ nhất bạn có thể thành đạo vô thượng bạn không thể thành được đạo vô thượng vì bạn sen tạp bạn xen tạp vọng tưởng, xen tạp phân biệt, xen tạp chấp trước mà không phải là trí tâm tính nhạo. Chỗ này tôi nói được rất rõ ràng rồi. Một chút sen tạp nào cũng đều không được. Phật Pháp cũng không thể sen tạp. Huống hồ thế gian Pháp. Cho nên, các đồng tu tại gia nếu như chân thật phát tâm từ bi quyết định hộ trì pháp sư xuất gia không nên bảo pháp sư xuất gia làm những việc tạp của thế gian tôi nói việc tạp thế gian là quản lý đạo tràng việc xen tạp quá nhiều nếu bạn muốn chân thật thành tựu một người xuất gia để cho người xuất gia xa lìa tất cả nhiễu loạn điện thoại mỗi ngày đều là nhiễu loạn các vị không có việc gì gọi điện thoại cho pháp sư để làm gì viết thư gọi pháp sư để làm gì nói với bạn phá hoại tu học của pháp sư chẳng phải là gọi điện thoại cho họ viết thư cho họ đem họ kéo trở lại kéo đi đến địa ngục không để họ thành tựu việc này chẳng phải như vậy hay sao pháp sư chính mình phiền não tập khí sâu nặng cư sĩ ưa thích pháp sư này pháp sư lại phan duyên kéo tín đồ Rơi vào danh vọng lợi dưỡng Trước mắt có thể có được một chút lợi ích Sau khi chết đọa A Tỳ địa ngục Bạn phải nên biết Pháp sư đó cũng chẳng phải là được yên Đến A Tỳ địa ngục rồi Gặp mặt vô diêm la Những tín đồ đó là họ đến tìm tôi Thấy đều kéo hết các vị đến Một người cũng không thể trốn được Không phải họ thường hay đến tìm tôi Thì tôi là một người tu hành tốt họ đến nơi đó để biện luận hôm nay tôi đặc biệt nêu ra lời nói này là chính tôi ngay trong một đời này có được chút thành tựu thế này tôi là người hiện đại đáng được để cho các vị tham khảo cả đời tôi không quản người không quản việc không quản tiền, không bị quấy nhiễu, bao gồm tất cả quấy nhiễu. Cư sĩ gánh vác cho tôi rồi. Đây là chân thật hộ trì tôi. Năm xưa, quán trưởng hàng hộ trì tôi 30 năm như một ngày. Bất cứ việc gì cũng không cần tôi hỏi qua. Cho nên tôi có được cái tâm thanh tịnh. Mỗi ngày có thể đọc tụng đại thừa. Khi xếp quyển kinh lại thì tư duy nghĩa kinh. Vậy mới có chỗ ngộ. Cảnh giới mỗi năm không giống nhau. Cảnh giới mỗi tháng không giống nhau tôi cảm ơn đối với quán trưởng hàng bà thành tựu tôi không luận người nào tìm tôi trước phải thông qua cửa ải của bà gọi điện thoại bà nghe tôi không nghe những người viết thư gửi cho tôi bà bóc ra bà xem trước. Không phải là những việc lớn lao gì, tôi không cần quan tâm. Mời tôi giảng kinh phải thông qua cửa ải của bà, bà thẩm tra có nên đi hay không? Quán trưởng hàng giảng sanh. Bà chân thật giảng sanh. Cái công đức này rất to lớn. Các vị đều không biết Bà chân thật thành tựu tôi Công đức tôi Hoằng pháp lợi sanh Bà phải có được phân nữa Sau khi bà đi rồi Cư sĩ Lý Gánh giác việc này Ngày nay Mỗi nơi mời tôi giảng kinh tôi đều đem những tin tức này nói với ông do ông quyết định ông quyết định nơi nào có thể đi nơi nào thì không nên đi tôi ở nơi đây nghe theo ông ấy các vị cúng dường tiền cho tôi thầy đều đưa cho cư sĩ lâm những bao đỏ ngay đến xem tôi cũng không xem qua, chưa bao giờ mở bao ra. Tôi cũng không biết là được bao nhiêu. Toàn bộ giao cho họ. Cho nên tôi ở nơi đây vẫn là không quản người, không quản việc, không quản tiền. Tôi ngay một đời mới có được chút thành tựu như vậy. Nếu như các vị muốn quản hết mọi việc mà nói, cũng có thể có được thành tựu như tôi. Bạn cao minh hơn nhiều so với tôi Tôi tự tháng tháng không bằng Tôi không thể so được với bạn Tâm của tôi là định, là thanh tịnh Vậy thì giảng kinh Nhất là ở giai đoạn sơ học Sơ học, việc đầu tiên phải thuộc Cho nên tôi khuyên mọi người Trước tiên nên học kinh vô lượng thọ Trước tiên đem kinh vô lượng thọ Đọc qua ba ngàn biến đọc đến có thể thuộc thuộc được rất thuần thục sau khi thuộc rồi mỗi ngày đều đọc qua một hai lần ngay trong một đời không thể quên đi chúng ta chỉ tu bộ kinh điển này phải học được nhuần nhuyễn thứ hai phải giảng mỗi ngày các vị hiện tại mỗi tuần lễ giảng một lần đây là tôi đem phương pháp truyền cho các vị một tuần lễ chí ít phải giảng ba lần vĩnh viễn không gián đoạn bạn mới có thể học ra được ba lần giảng như thế nào bạn đến chỗ này giảng một lần lần sau bạn lại giảng lại đoạn kinh văn này người ta không nghe rồi tìm thính chúng nơi khác tìm đến một nơi mới chúng ta ngày trước ở đại trung học tập với lão cư sĩ Lý. Hoàn cảnh lúc đó kém rất xa so với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Chúng tôi đến chỗ nào để học vậy? Đến nhà cư sĩ để học. Thứ hai thì giảng ở nhà của cư sĩ Trương. Thứ ba thì giảng ở nhà cư sĩ Lý. Thứ tư thì giảng ở nhà cư sĩ Dương. Đều giảng đoạn kinh văn này. Cho nên cái đoạn này Pháp duyên của bạn muốn tốt Tìm được bảy nhà cư sĩ Một tuần lễ giảng bảy ngày Không trống qua ngày nào Đến nhà người ta nơi đó giảng kinh Là cư sĩ lý Có quy định Không được tiếp nhận cung kính cúng dường của người khác Chỉ có thể uống của người ta một ly nước Họ tiếp đãi Bạn tiếp nhận một ly nước thì được Các thứ khác thì không được tiếp nhận khi giảng xong thì phải mau quay về không nên có những chuyện nhàn rỗi đoạn tuyệt phan duyên đi là giảng kinh đến lúc thì bạn đi cho dù là có mấy người nghe sau khi giảng xong lập tức liền đi liền cáo từ luyện giảng cư sĩ cũng biết phát tâm bởi vì cư sĩ đều là học trò của lão sư lý việc này phối hợp được rất tốt hiện tại chúng ta thực tế mà nói Thù thắng hơn rất nhiều so với họ lúc đó hiện tại là chúng ta cùng ở chung với nhau ở đài trung cùng học giảng kinh với lão sư lý đều là ở nhà cư sĩ mỗi một người đều có sự nghiệp đều có gia đình không ở chung với nhau đồng tu chúng ta cùng ở chung với nhau cùng nhau nghiên cứu thảo luận mỗi tuần lễ chỉ có một lần Duyên của các vị hôm nay vượt qua hơn gấp 10 lần so với tôi tu học vào lúc đó. Đáng tiếc là các vị không biết dùng. Các vị hiện tại có thể không cần đến nhà của cư sĩ, có nhiều đồng tu học đến như vậy, ba người năm người cũng giống như một cái tổ nhỏ. Một mình tôi giảng các vị hai ba người nghe, sau khi nghe xong phê bình chỉ giáo, nhất định phải phê bình Có chỗ nào giảng không được vừa lòng Phải giúp đỡ cải chánh Đôi bên đều có lợi ích Chính là nói Ngoài mỗi một tuần lễ ở nơi đây giảng một lần ra Cái đoạn kinh văn này Bạn thường hay giảng Không thể nào ít hơn ba lần Làm cho tâm bạn đều ở nơi đạo đều ở nơi kinh điển thì bạn sẽ không nghĩ tưởng sàng bậy. Thực tế nếu bạn không thể tìm được người không có người nghe thì thì pháp duyên của bạn không tốt không có người nghe. Hiện tại có băng ghi âm, máy ghi hình, các gì đều có. Các gì đối mặt với máy ghi hình mà giảng, sau khi giảng xong lại mở ra xem lại nghe lại lần nữa, xem lại cái sai sót của chính mình cũng được mà quyết định không thể nào lơ là khi vừa lơ là thì bạn liền nghĩ tưởng sằng bậy vọng tưởng sai sót tập khí của bạn đều đến cho nên chúng ta làm thế nào đem tâm luân hồi chuyển biến thành tâm bồ đề nếu bạn chính mình không hạ công phu không chăm chỉ không nỗ lực không nghĩ biện pháp khắc phục phiền não tập khí của chính mình Ai đến giúp cho bạn Sự việc này phải dựa vào chính mình Phải chăm chỉ, phải nỗ lực Không một ngày nào có thể nới lỏng Tôi dạng đến tuổi tác lớn như thế này ở nơi đây các vị xem thấy một tuần lễ bảy ngày bảy ngày tôi đều không có rảnh mỗi ngày chỉ ít dạng hai giờ đồng hồ cơm sáng nói chuyện với mọi người nửa giờ đồng hồ sau khi cơm sáng xong kinh hoa nghiêm giảng một tiếng rưỡi Thứ bảy ngày hôm nay Ở đây đây giảng 2 giờ đồng hồ Sáng sớm có nửa giờ 2 giờ rưỡi đồng hồ Không ở không ngày nào Nếu không tu học Cần khổ như vậy Làm sao có thể thành tựu Việc này đáng được các đồng tu chúng ta làm tham khảo. Người xuất gia chúng ta lập định phương hướng cả đời Hoằng pháp lợi sanh đi trên con đường này thì tâm liền định định có thể sanh huệ khi mở quyển kinh ra bạn mới có thể thấy được từng câu từng chữ bao hàm chân thật nghĩa vô lượng nghĩa không luận tu học pháp môn nào đều là chí tâm tính nhạo cái tâm này là tâm chân thành tâm trung thực quán thông tất cả pháp thế xuất thế gian ngàn ngữ thường nói thành tắc linh chưa hề học qua thứ này khi vừa tiếp xúc bằng liền thông đạt không hề chướng ngại do nguyên nhân gì thành tắc linh tự nhiên liền thông đạt cho nên học giảng kinh không thể một ngày không giảng ngày trước lão sư lý thường hay khuyên dạy chúng tôi ông nói quyền bất ly thủ khúc bất ly khẩu người sướng ca ngày ngày phải rèn luyện ngày ngày phải ca người đánh võ ngày ngày phải luyện chúng ta học giảng kinh ngày ngày phải giảng một ngày cũng không thể trống qua không có người không có người thì giảng với cây cối hoa cỏ bạn làm theo cách làm như vậy bạn mới có thể thành công nếu không mà nói nếu bạn muốn học thành tựu khó quá khó thật khó tôi nêu ra cái điểm này để các đồng tu làm tham khảo đều là chí tâm tính nhạo tôi là vừa vào cái này sau đó sở hữu thiền căn tâm tâm hồi hướng chúng ta mới chân thật lấy ra được thứ để hồi hướng Cái hồi hướng này không phải trống không Có công đức chân thật Bạn mới có thể lấy ra được để hồi hướng Ngày nay chúng ta ở niệm Phật đường Niệm Phật một ngày Niệm được tâm địa thanh tịnh Đích thực Chúng ta không thể làm đến được một dòng niệm cũng không có Chỉ thì rất khó Trong một giờ đồng hồ Một cây hương Vẫn còn ba đến năm dòng niệm Không tệ rồi Đây chính là công phu Cái công phu này liền có thể hồi hướng Nếu như niệm Phật một ngày Trong niệm Phật đường Trong miệng niệm A-di-đà Phật Trong tâm nghĩ tưởng sằng bậy Bạn không có công đức bạn lấy cái gì để hồi hướng? cho nên công đức là giới định huệ tam học. đương nhiên niệm phật ở trong niệm phật đường. đại khái giới học ít nhiều sẽ có một chút công đức. tại vì sao? chỉ ít bạn dòng ngữ hai lưỡi theo dệt ác khẩu không có niệm a di đà phật. Sát đạo dâm không có Tham sân si vẫn có Trong ba nghiệp Thân nghiệp, khẩu nghiệp Có thể duy trì Lấy cái này để hồi hướng Ý nghiệp thì vấn đề rất lớn Thật công phu ở ý nghiệp Thân khẩu là thuộc về giới học Ý nghiệp là định huệ Dòng tưởng càng ít thì định huệ càng nhiều. Định huệ liền thêm lớn. Đây là công đức chân thật, cái này có thể hồi hướng. Thế nhưng những công đức này giống như người làm ăn buôn bán vậy. bạn không phải thật có thành tựu chân thật có thể thành tựu là niệm đến công phu thành khối niệm đến nhất tâm bất loạn thành thật mà nói chỉ cần bạn niệm đến công phu thành khối giảng sanh thế giới tây phương cực lạc chính mình nắm chắc phần bạn dùng công đức này hồi hướng cho người khác thì người khác thật được lợi ích bạn có công đức chân thật. Người khác đọa ba đường ác, bạn đem cái công đức chân thật này hồi hướng cho họ. Có thể giúp họ thoát khỏi khổ báo của ác đạo. pháp sư đàm hư trong ảnh trần hỏi ức lục viết ra việc trước khi ông chưa xuất gia ở thiên tân mở một tiệm thuốc trong tiệm thuốc có một người bạn cũng là đồng sự họ mấy người cùng nhau đọc kinh lăng nghiêm tám năm khổ cực bên cửa đọc lăng nghiêm đọc được có một chút công phu cũng chính là có chút định huệ bạn thấy quan gia trái chủ của ông đến tìm ông siêu độ ông gật gật đầu nói được tôi siêu độ cho anh xem thấy hồn quỷ đó bước lên đầu gói ông bước lên vai sanh thiên Họ thật có công đức quan gia trái chủ của bạn Tại vì sao không đến tìm bạn Vì bạn không có công phu Tìm bạn không ít gì Khi bạn thật có công phu quan gia trái chủ sẽ đến tìm bạn giúp đỡ Vì sao vậy Bạn có năng lực giúp được họ Bạn không có năng lực thì không thể giúp được vậy thì tìm bạn có ích gì chứ chúng ta hiện tại quan gia trái chủ vẫn chưa tìm đến nghĩ là chính mình công phu chưa đủ không thể giúp được phải sanh tâm hổ thẹn phải chăm chỉ nỗ lực chính ngay một câu chí tâm tính nhạo này sau đó không luận tu một pháp môn nào. đều là thiện căn. Tâm tâm hồi hướng. Cái tâm tâm này chúng ta ngày trước đã từng nói qua. Thuần nhất thiện tâm. Thuần nhất thiền ý Thuần nhất thiền hành Đây chính là sở hữu thiện căn Đây là thiện căn chân thật Hồi hướng Chính mình tu học thiện căn công đức Quyết không chính mình hưởng thụ Nếu như chính ta tu học Được thiền căn công đức Nhất định muốn chính mình thành tựu Không chịu giúp người khác Tâm của bạn vẫn là tâm luân hồi Không luận tu pháp môn nào Là vì chính mình Niệm Phật cũng là vì chính mình Tham thiền cũng là vì chính mình Tri chú cũng là vì chính mình mỗi niệm đều không quên đi chính mình tâm luân hồi bạn tu tích được tất cả công đức đó không phải gọi là công đức gọi là phước đức quả báo là phước báo hữu lậu của ba cõi đó không phải là công đức cho nên cái gì là công đức không có chính mình bao gồm tất cả tu học đều là vì chúng sanh. Đây chính là tâm hồi hướng. Vì chúng sanh mà tu, không phải vì chính mình. Vì Phật Pháp mà tu, vì Phật Pháp cũ trụ thế gian, vì tất cả chúng sanh được lợi ích Phật Pháp, Ta vì những việc này mà sống Quyết không phải vì chính mình Vậy mới đem tâm luân hồi Chuyển đổi thành tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ Tỉnh rồi Tại vì sao phải vì Phật Pháp Tại vì sao phải vì chúng sanh Ở trên Kinh Phật nói quá nhiều rồi Kinh Khoa Nghiêm nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Hư không Pháp giới, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là tâm của chính mình, không phải tâm của người khác. Thức vẫn là thức của chính mình, không phải thức của người khác. Hư không pháp giới Tất cả chúng sanh Là do tâm chính mình biến hiện ra Cho nên Vì tất cả chúng sanh Chính là chân thật vì chính mình Vì chính mình Không vì tất cả chúng sanh Bạn là mê hoặc điên đảo Bạn mê rồi Đến lúc nào bạn khẳng định Thừa nhận Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình Vậy thì chúc mừng bạn Bạn thành Phật rồi Làm sao thành Phật Bạn chứng được pháp thân Pháp thân Hư không pháp giới Tất cả chúng sanh là chính mình Bạn vào được cảnh giới này mức độ thấp nhất bạn là bồ tát sơ trụ của viên giáo trên kinh hoa nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ bạn không chỉ siêu diệt luân hồi bạn siêu diệt mười pháp giới tất cả chư phật như lai giáo hóa chúng sanh mục đích chân thật chính là hy vọng chúng sanh đem ý niệm sai lầm chuyển đổi lại nhận biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh nhân sanh chính là chính bản thân mình Vũ trụ chính là hoàn cảnh đời sống của chính ta Hoàn cảnh đời sống là thức tâm Chính mình biến hiện ra Cho nên tâm có thể chuyển cảnh giới Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay Nhược đang chuyển cảnh tác động như lai Phạm Phu tại vì sao không thể chuyển cảnh giới Phạm Phu không biết chân tướng sự thật Suốt ngày nghĩ tưởng sằng bậy Nghĩ danh vọng lời dưỡng của chính mình Nghĩ chính mình thọ dụng Năm dục sáu trần Đây là tâm luân hồi Tạo nghiệp luân hồi Sai rồi vào thời xưa khi thế tôn ở đời người xuất gia không trụ trì đạo tràng sau khi phật pháp truyền đến trung quốc hoàn cảnh xã hội trung quốc không giống như ấn độ Chúng ta chú trọng hiếu thuận cha mẹ Tôn kính sư trưởng Cho nên Mới do Đại phú Trưởng giả Đại thần quốc dương quốc gia Họ cung cấp nơi chốn Đạo tràng tu học Thế là người xuất gia Mới có quản lý đạo tràng Thế nhưng họ vào lúc đó cung cấp cho người xuất gia. Những người xuất gia này đều là những tổ sư đại đức. Mời các ngài đến trụ trì. Mời các ngài đến gánh giác chấp sự tự diện. Những người này là người thế nào? Đều là chư Phật Bồ Tát hóa thân đến. Người tái sanh, không phải phạm phu, Họ là ứng hóa đến Thị hiện mà đến Vậy được Không có vấn đề Đại sư trí giả Là Thích Ca Mâu Ni Phật tái sanh Đến thị hiện Khi giảng sanh học trò hỏi Ngài Ngài giảng sanh Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Là phẩm dị thứ mấy Ngài nói Giảng sanh phẩm vị thứ năm Nói với mọi người Bởi vì tôi giận chúng Phải quản lý người sự vật, Phải quản lý những thứ này Cho nên Phải hy sinh phẩm dị Thế nhưng bạn phải nên biết Ngài đã nắm chắc phần giảng sanh Phẩm vị thấp một chút không hề gì Thế nhưng đó là biểu diễn Là thi hiện Ngày sớm đã thành Phật rồi Đây là nói với chúng ta Nếu chúng ta muốn quản lý đạo tràng Nếu muốn quản lý những sự vật này Có được bản lĩnh của Đại sư Trí Giả hay không? Chính là quyết định được sanh tịnh độ Ta phải có cái bản lĩnh này Sau đó ta hy sinh phẩm vị của chính mình Vì mọi người phục vụ Được bạn là Bồ Tát Nếu như bạn không có cái bản lĩnh này Bạn quản lý đạo tràng vận hành đạo tràng Bạn vẫn sẽ khởi tâm đồng niệm Vẫn rơi vào danh vọng lợi dưỡng Còn hướng đến một số tín đồ phan duyên Bạn nhất định đọa A Tỳ địa ngục Vậy thì sự việc này không thể làm Không nên làm Nên ngày trước Đại Lục có một ngạn ngữ Lão Hòa Thượng trong Phật Môn chúng ta nói Nếu bạn muốn hại một người nào đó Mời họ làm trụ trì Mời họ làm lãnh đạo Hại họ cái gì? Đưa họ đến A Tỳ Địa Ngục chúng ta nghe qua lời nói này có đạo lý, có danh rồi, có địa vị rồi, có quyền thế rồi, vừa không cẩn thận bị quấn vào trong danh lợi thì liền đọa a-tì địa ngục. thế nhưng người hại người, cái người đó cái tâm cũng không tốt, là quan gia đối đầu của bạn không phải quan gia đối đầu của bạn làm sao nhẫn tâm để hại bạn đem bạn đưa vào trong địa ngục? Thế nhưng hiện tại rất kỳ lạ, có người thật muốn đưa bạn vào trong địa ngục, bạn lại ưa thích không gì bằng Aya. Con người này là bạn tốt, bạn thấy họ lo cho tôi, lo cho bạn cái gì? Lo cho bạn đi vào địa ngục. Người mê hoặc, điên đảo, chân thật đến chỗ như vậy. cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu cổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật.